Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2731, đây cũng là điều mà ông ta muốn. Trong thành Hải Châu, lầu Long Phượng. Lầu Long Phượng tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều rất cao, đứng ở trên tầng thứ 9 nhìn xuống những người trên phố giống như những con kiến hôi nhỏ bé. Lúc này hai người đang đứng ở trong tầng 9, chắp tay sau lưng nhìn xuống người đi đường phía dưới. Đại sư Hoàng, tu vi của ông ngày càng tinh tiến hơn rồi, nói như vậy thì không lâu sau ông có thể kế thừa y bát sao của Lý Đại Sư, đặt tên lên bảng thủ pháp. Sao y bát, áo cà sa và cái bát của thầy tu, vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng, truyền lại cho đời sau. Một người trong đó chính là Vương Thao, vẻ mặt tươi cười của anh ta theo sát tên còn lại mà nói, trong giọng lộ ra phần nịnh nọt. Tên còn lại cũng không phải ai khác, chính là đệ tử thân truyền của Lý Quân Thành, Hoàng Tâm. Vương Thao tuy rằng kiêu ngạo, thực lực tu vi cũng cao hơn Hoàng Tâm rất nhiều nhưng luận về địa vị thân phận thì Vương Thao có chút không bằng. Hơn nữa thiên phú của Hoàng Tâm cũng rất khủng bố, với sự dạy dỗ của Lý Quân Thành thì có hy vọng ghi tên vào bảng thủ pháp. Về phần bản thân Vương Thao, căn bản không dám nghĩ tới ghi tên lên bảng thủ pháp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoàng Tâm cười nhạt nói, cảnh giới của tôi còn cách thầy rất xa. Sinh thời có thể đạt được một nửa tài nghệ của thầy thôi cũng rất thỏa mãn rồi. Vương Thao nói, đại sư Hoàng thật sự quá khiêm tốn rồi. Vùng xung quanh lông mày của Hoàng Tâm bỗng nhiên nhíu lại, nói, vừa rồi trên đường đi tôi phát hiện hình như bên ngoài thành đã xảy ra chuyện gì đó. Vương Thao cau mày nói, quả thật là có xảy ra chút chuyện. Có một giảng viên vùng ngoài vì muốn danh ngạch vào bên trong thành mà đi khiêu chiến với cao thủ của các quận khác, ra tay rất nặng khiến một số giảng viên bị phế. Tôi còn chưa kịp phiền não vì chuyện này nữa đây. Hoàng Tâm lắc đầu cười nói, chỗ đứng không giống nhau, kết cục đương nhiên sẽ không giống. Với tôi và ông thì có thể vào bên trong thành lúc nào cũng được, nhưng bọn họ phải bán sống bán chết mới có thể giành được, đúng là buồn cười mà. Nhưng dù sao lại có thể phế đi giảng viên quận khác như thế, thật sự ra tay rất nặng. Giám đốc Vương, ông chuẩn bị trừng phạt cậu ta như thế nào? Vương Thao thở dài nói, không dám lừa đại sư Hoàng. Tôi và người nó có chút ân oán, nếu như tôi đứng ra trừng phạt thì sợ rằng người khác sẽ nói xấu, nói tôi lợi dụng việc công để trả tư thù cá nhân mất. Hoàng Tâm thách thức nói, danh dự của thầy tôi há là loại mà tên này có thể làm lung lay ư. Vương Thao vội vàng nói, tôi trước hết xin cảm ơn Đại sư Hoàng. Về tư liệu của người kia, tôi sẽ nói rõ trước với Đại sư Hoàng một chút. Hoàng Tâm xua tay, cắt đứt lời của Vương Thao mà nói, tôi không có hứng thú. Vì một cái danh ngạch vào trong thành nho nhỏ mà cũng có thể ra tay nặng như vậy. Chương 2732. Quân Nhu sau khi thông báo xong, Đường Tuấn cũng không tiến đến lầu Long Phượng ngay lập tức, mà mang theo mấy người Thác Bạt Tuyết Tình quay về chỗ ở, nhân lúc ký ức của trận đấu còn rõ ràng, chỉ ra từng chỗ sai thiếu sót lộ ra trong trận đấu này của Thác Bạt Tuyết Tình. Đồng thời cũng nói cho những người khác nghe, tránh cho sau này bọn họ phạm sai lầm giống như vậy. Trước đó Đường Tuấn không nghĩ tới, Thác Bạt Tuyết Tình lại có thể hiểu được linh tàng đến mức độ này. Vốn dĩ thực lực của cô ta vẫn còn kém rất xa so với Phó Bình, muốn chiến thắng gần như không có khả năng. Nhưng năng lực ứng biến tình huống của Thác Bạt Tuyết Tình khiến Đường Tuấn cũng có chút sợ hãi thán phục, phát huy trình độ siêu cấp, đánh bại Phó Bình của quận Bắc Minh trong một lần. Cuối cùng dựa theo tình thế này đánh xuyên qua tất cả đệ tử của quận Bắc Minh. Ở trong quá trình này, Đường Tuấn không chỉ đạo một câu nào, hoàn toàn để chính Thác Bạt Tuyết Tình phát huy. Thiên phú không tính là quá tốt nhưng phần năng lực ứng biến lại rất tốt. Sau khi kết thúc trận đấu, trong lòng Đường Tuấn đánh giá đơn giản Thác Bạt Tuyết Tình một chút, cũng xem trọng Thác Bạt Tuyết Tình cho nên mới không đi đến lầu Long Phượng trước mà là tiến hành phân tích sau trận đấu cho Thác Bạt Tuyết Tình trước, để cô ta tiến bộ trong thời gian ngắn nhất. Sau khi Đường Tuấn nói xong đã là một giờ sau. Lúc này, anh mới chuẩn bị lên đường tiến đến lầu Long Phượng. Nội thành Đà Nẵng, lầu Long Phượng. 9 quận của Đà Nẵng, giảng viên đại diện cho 8 quận đều đã đến. Giảng viên đại diện cho quận Thiên Phong vốn dĩ là Lục Mạc nhưng lần này đã đổi thành một giảng viên khác. Yến hội lần này để chiêu đãi đệ tử thân truyền của Lý Cửu Thiên, Hoàng Tâm nên không ai dám lười biếng. Chỉ có quận Đan Dương vẫn chưa tới. Giờ phút này, đại sảnh trong một căn phòng của lầu Long Phượng, giảng viên đại diện 8 quận ngồi vây quanh một chỗ. Ở giữa là một cái bàn tròn lớn chủ vị vẫn còn để trống.
lực đỉnh phong, lần này coi như quận Bắc Minh các ông mất hết thể diện, lại có thể bị một quận Đan Dương nho nhỏ đánh đến như vậy. Vừa ngồi xuống, một người đẹp trung niên mặc cung trang ngồi đối diện lực đỉnh phong châm chọc nói. Ngoại trừ quận Thiên Phong ra mấy quận khác cũng lộ ra vẻ trêu tức. Lực đỉnh phong hừ một tiếng nhưng không giải thích gì nhiều. Nếu thực lực không kém nhiều ông ta sẽ tranh luận một vài câu, nhưng bây giờ cá nhân ai cũng có thể nhìn ra quận Đan Dương đang nghiền ép quận Bắc Minh. Vào thời điểm này mà nói nhiều chỉ càng trở thành trò cười. Nhìn thấy lực đỉnh phong rất biết điều mà câm miệng, đám người không khỏi cảm thấy có chút nhàm chán. Người đẹp trung niên lên tiếng lúc trước nói tiếp, liên quan đến người giảng viên của quân Đan Dương này, tôi thật ra đã nghe được một chuyện. Khoảng thời gian trước anh ta làm huyện náo xôn xao trung tâm y tế quận Đan Dương, hình như nói anh ta mở một môn chương trình học có thể tăng cường tinh thần lực. Chương 2733. Trong đó có mấy người thay đổi sắc mặt, nhưng cũng có mấy người khinh thường cười một tiếng nói, chỉ là tên điên mà thôi. Đúng vậy. Lực đỉnh phong cắn răng nói, mọi người đều biết việc tăng cường tinh thần lực khó khăn hơn pháp lực gấp trăm lần. Chỉ khi đột phá đại cảnh giới mới có thể tăng cường một chút, hoặc khi nào nào có cơ duyên cực lớn mới có thể tăng cường tinh thần lực. Chuyện ở trung tâm y tế quận Đan Dương tôi cũng có nghe nói có đệ tử tăng cường 30-40% tinh thần lực, loại chuyện này căn bản không thể xảy ra. Tôi cũng cảm thấy không thể nào, tôi làm nghề y hơn 10 năm cũng chưa từng nghe có loại chương trình học này. Hơn nữa hình như còn liên quan đến môn công pháp dược khí kim liên, quả thực khiến người ta cười rụng răng. Dược khí kim liên nếu có thể tăng cường tinh thần lực được, đây chẳng phải là đi đầy đường đều là bác sĩ sao? Tôi thấy những tin tức này đều là trung tâm y tế quận Đan Dương cố ý tạo nên để ca tụng Đường Tuấn mà thôi. Một lão giả râu tóc bạc trắng vuốt râu, vẻ mặt tỏ ra đoán chuyện như thần, vô cùng chắc chắn nói. Tất cả mọi người đều khẽ gật đầu. Bọn họ đều là người có quyền trong trung tâm y tế các quận, là trụ cột vững chắc của trung tâm y tế, không phải là người mới học y đạo không có sức phán đoán nào. Đối với y đạo, bọn họ có nhận thức độc đáo của riêng mình, cũng sẽ không tùy tiện tin vào một chút lời đồn. Lão giả râu tóc bạc trắng mắt nhìn sắc trời, lạnh giọng nói, giảng viên Đường Tuấn của quận Đan Dương này quả nhiên rất ngông cuồng, yến hội lần này là chiêu đãi đại sư Hoàng Tâm, cậu ta lại có thể dám thong dong tới trễ. Lực đỉnh phong trầm giọng nói không chừng lát nữa anh ta còn dám khiêu chiến với đại sư Hoàng Tâm. Đám người nghe vậy đều giễu cợt một tiếng không xem câu nói này ra gì. Mặc dù thanh danh của Hoàng Tâm không ra gì nhưng bọn họ có hơi nghe nói. Y thuật của anh ta đã được Lý Cửu Thiên chân truyền được 3-4 phần, nói không chừng qua một khoảng thời gian nữa có thể ghi tên vào bảng thủ pháp. Khách ngồi đáy giếng làm sai biết trời đất rộng lớn. Cuối cùng cung trang mỹ nữ khinh thường nói một câu xem như đã đánh giá Đường Tuấn. Những người khác cũng không tiếp tục nói đến chủ đề này nữa, mà làm bàn bạc về mục đích lần này tới Đà Nẵng của bọn họ. Ông lão râu tóc bạc trắng bỗng nhiên cười thần bí hỏi, các vị, các người đã từng gặp qua Đường Gia Hành Tẩu chưa? Đám người lắc đầu. Nghe nói Đường Gia Hành Tẩu khoảng thời gian trước có từng xuất hiện một lần ở Đà Nẵng, thắp sáng hai viên đá ô tinh một cách dễ dàng, sau đó đã mất đi tung tích, không ai biết anh ta đang ở chỗ nào. Chỉ biết anh ta sẽ xuất hiện trong hội nghị giao lưu sau đó không lâu. Chương 2734. Tất cả mọi người nhìn về phía ông lão hiếu kỳ nói, chẳng lẽ lão Chu từng gặp qua rồi sao? Ông ta tên là Chu Hồng. Là quán trưởng đời trước của trung tâm y tế quận Ninh Nam. Lúc đầu đã lui ra ngoài, an tâm nghiên cứu y đạo nhưng lần này vì đại hộ giao lưu Đường Gia Hành Tẩu nên ông ta rời núi lần nữa. Quận Ninh Nam ngoại trừ là trung tâm y tế Đà Nẵng ra là một quận có tài nghệ y thuật và thực lực tu luyện mạnh nhất. Bởi vậy, lời nói của Chu Hồng trong nhóm người này vẫn tương đối có trọng lượng. Chu Hồng nhẹ vuốt râu cười ngạo nghễ nói, lão phu quả thực đã từng gặp Đường Gia Hành Tẩu. Thậm chí hàn huyện vài câu với anh ta, nói một chút về y đạo. Sắc mặt mọi người khẽ thay đổi có người nói, lão Chu, là thật sao? Trong giọng nói có chút ít vẻ hâm mộ. Chu Hồng chừng người kia một cái nói, lão phu sao lại có thể nói đùa những chuyện như vậy được? Sau đó ông ta tự giễu cười một tiếng nói là bàn về y đạo nhưng kiến thức của Đường Gia Hành Tẩu tôi căn bản không thể sánh nổi. Anh ta tùy ý nói mấy câu cũng khiến tôi mở rộng tầm mắt. Phương hướng y đạo tiếp theo cũng biết rõ hơn. Lại nói đến mới nhớ tuổi tác của Đường Gia Hành Tẩu và Đường Tuấn không kém hơn bao nhiêu, nhưng hai người có thể nói một người trên trời còn một người dưới đất. Đường Gia Hành Tẩu có y thuật cao siêu, là người khiêm tốn, không có một chút kiêu ngạo. Còn cái tên Đường Tuấn này,
Y thuật như thế nào tôi không tiện đánh giá, nhưng là người ngông cuồng hơn nữa lòng dạ độc ác, hai người hoàn toàn không thể so sánh. Lực Đỉnh Phong cười nói, lão Chu, chuyện này không cần ông nói chúng tôi cũng biết. Đường Gia Hành Tẩu là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của y đạo, ngay cả những cao thủ y đạo trong bảng thủ pháp cũng đánh giá rất cao. Đà Nẵng chúng ta chỉ là trạm thứ nhất, tiếp theo Đường Gia Hành Tẩu sẽ đại diện nhà họ Đường đến thăm các châu của thần quốc, chưa tới bao lâu thanh danh của Đường Gia Hành Tẩu sẽ truyền ra khắp thần quốc. Có người nói, chẳng trách lão Chu lại có nhiều tinh khí thần như vậy, hóa ra là bởi vì thế. Không biết đến lúc hội nghị giao lưu diễn ra chúng ta có thể cơ hội được Đường Gia Hành Tẩu chỉ điểm vài câu hay không. Trong lòng mọi người đều vô cùng mong đợi. Mấy người hàn huyên vài câu, có hai người nước vào từ bên ngoài lầu Long Phượng. Đi ở phía trước là Hoàng Tâm, theo sát phía sau là Vương Thao. Mấy người Chu Hồng, Lực Đỉnh Phong vội vàng đứng lên hành lễ với hai người. Hoàng Tâm đang chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên nhìn thấy vẫn còn một chỗ trống, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, trầm giọng nói, còn có ai chưa tới sao? Vương Thao nhìn lướt qua nói, là giảng viên quận Đan Dương đã thách thức tất cả các quận. Hoàng Tâm hừ lạnh một tiếng nói, còn muốn chúng ta chờ anh ta sao? Hoàng Tâm nói xong, phất tay áo ra đằng sau đi tới phía sau đại sảnh, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, nếu anh ta tới, trước tiên để anh ta tới nhận lỗi với tôi. Bằng không lần này một người của quận Đan Dương cũng đừng nghĩ tới chuyện vào nội thành. Vương Thao, vâng, đáp lại một tiếng, trên mặt anh ta lập tức lộ ra tia vui vẻ. Đây là do Đường Tuấn Anh tự làm tự chịu. Chương 2735. Những người khác cũng cười đùa vui vẻ, độ điên cuồng cũng tùy dịp. Vương Thao ngồi xuống bên cạnh ghế chính, cười nói, mọi người, chúng ta ngồi trước. Có Đại sư Hoàng Tâm, Đường Tuấn nhất định không có quả ngon để ăn. Sau khi Hoàng Tâm rời đi nửa giờ, Đường Tuấn mới bước vào lầu Long Phượng. Khi đến đại sảnh yến hội, anh nhìn thấy Vương Thao, Lực Đỉnh Phong và mấy người khác đang ngồi trò chuyện. Nhìn thấy Đường Tuấn đi vào, đám người Vương Thao cũng ngừng tán gẫu, anh ta lạnh lùng nói, Đường Tuấn, cậu đến muộn rồi. Chẳng lẽ Quân Nhu không nói cho cậu biết thời gian sao, để cho chúng tôi đợi lâu như vậy? Đường Tuấn khẽ cau mày nói, tôi không bảo các người chờ. Vương Thao sững người một lúc, rồi cười lạnh nói, chúng tôi đợi cũng không sao, nhưng lại để cho Đại sư Hoàng Tâm đợi là không được. Lực Đỉnh Phong liếc nhìn Đường Tuấn rồi nghiêm nghị nói, Đại sư Hoàng Tâm đợi ở sảnh sau, nhanh đi xin lỗi đi. Hoàng Tâm. Đường Tuấn nhướng mày nói, sư phụ của anh ta là Lý Cửu Thiên. Vương Thao nói, bây giờ đã biết rồi còn không nhanh lên. Đại sứ Hoàng Tâm hiện đang nổi cơn thịnh nộ, nếu cậu xin lỗi đàng hoàng, thì sẽ không có chuyện gì lớn. Nếu không, thì số người của quận Đan Dương vào trong nội thành lần này, các người nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Đường Tuấn giống như không nghe thấy bọn họ nói gì, tự mình đi về chỗ của mình ngồi xuống. Tất cả mọi người đều sửng sốt, Vương Thao nói, cậu không nghe rõ tôi nói cái gì sao? Vẻ mặt của Lực Đỉnh Phong và Chu Hồng thay đổi, họ hét lên, anh dám bỏ qua Đại sư Hoàng Tâm sao? Đường Tuấn liếc mắt nhìn vài người nói, chỉ là Hoàng Tâm mà thôi, không đủ tư cách để tôi đi xin lỗi anh ta. Đừng nói anh ta, cho dù Lý Cửu Thiên có tới, ông ta cũng phải ngoan ngoãn chờ tôi. Trong sảnh bỗng im lặng như tờ. Cậu nói cái gì? Vương Thao gần như nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Đường Tuấn nói, tôi đã nói, cho dù là Lý Cửu Thiên đích thân ở đây, đều phải ngoan ngoãn chờ tôi. Thằng nhãi danh ngạo mạn. Lực Đỉnh Phong vỗ bàn đứng lên. Chu Hồng cũng tức giận trừng mắt nhìn. Nhất thời, những người vốn đã ngồi xuống cũng đồng thời đứng lên, đặc biệt là các cao thủ của 8 quận khác, bọn họ đồng loạt phóng ta khí tức, đè ép Đường Tuấn xuống. Hôm nay tôi sẽ dạy anh đạo lý làm người. Biết thế nào là kính sợ. Lực Đỉnh Phong, Chu Hồng, và 8 người trong cung trang đồng thời hét lên. Chương 2736. Hầu như cả 8 người đều là tu hành giả ở hóa thần cảnh Đỉnh Phong, Chu Hồng thậm chí đã đạt tới hợp thể cảnh, mặc dù chỉ là mới vào nhưng khí tức còn mạnh mẽ hơn so với mấy người khác cộng lại. Vương Thao thờ ơ lạnh lùng nói, chính cậu muốn chết, không trách được tôi. Đường Tuấn cười khẩy nói, một đám người bất tử này cũng muốn trấn áp tôi. Oanh một tiếng, một cỗ khí thế toát ra từ cơ thể Đường Tuấn, ngay lập tức ngăn chặn sự trấn áp của Chu Hồng, Lực Đỉnh Phong và những người khác. Không chỉ có vậy, ngay khi cỗ khí thế này bộc phát, sắc mặt đám người Chu Hồng đột nhiên biến sắc, lùi về phía sau mấy bước. Hợp thể cảnh, anh thật sự đang ở hợp thể cảnh. Đám người Chu Hồng thất thanh nói.
khí thế mà Đường Tuấn bộc phát vào lúc này đã đạt tới trình độ hợp thể cảnh. Vẻ mặt của Vương Thao cũng có chút thay đổi, lần đầu tiên gặp mặt ở quận Đan Dương, là đang ở giai đoạn hóa thần cảnh trung kỳ, hiện tại chưa qua bao lâu, đã ở hợp thể cảnh. Che giấu thực lực, Đường Tuấn nhất định là che giấu thực lực của mình. Trước vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Đường Tuấn cũng chẳng muốn nhiều lời. Trong khoảng thời gian này, anh vừa luyện chế dược khí kim liên, hơn nữa vừa lấy được một số loại đan dược chữa thương từ Thác Bạt Gia và Lý Cửu Thiên. Trong hai ngày kể từ khi anh đến Đà Nẵng, tu vi của anh đã khôi phục trở lại hợp thể cảnh sơ kỳ. Đường Tuấn nói, để Hoàng Tâm đi ra đây gặp tôi. Anh buông lỏng khí thế áp chế. Nhưng sắc mặt Chu Hồng và những người khác đã tái nhợt đến mức đứng không được ngồi cũng không xong. Vương Thao hừ lạnh một tiếng nói, được, đợi lát nữa cậu đừng hối hận. Nói xong, Vương Thao đi ra sảnh sau. Phòng khách riêng. Hoàng Tâm đang hóng gió mát, sau khi nghe Vương Thao báo cáo, lông mày của anh ta đan chặt vào nhau. Vương Thao gật đầu nói, vâng. Phòng ốc trong lầu Long Phượng đều bị bố trí cấm chế, cho nên cho dù có ở trong lầu Long Phượng, Hoàng Tâm cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Thấy vậy, trên mặt Hoàng Tâm lộ ra vẻ giễu cợt nói, đã như vậy thì đưa tôi tới đó gặp. Ở Đà Nẵng, tôi không nghĩ tới có người dám vô lễ với sư phụ của tôi. Trong phòng tiếp khách của lầu Long Phượng, Đường Tuấn đang ngồi, Chu Hồng và những người khác đứng sang một bên, vẻ mặt giễu cợt. Cho dù có thực lực đến đâu, nếu dám khiêu khích Hoàng Tâm có Lý Cửu Thiên làm chỗ dựa, thì chỉ có con đường chết. Mấy người đợi không bao lâu, từ ngoài đại sảnh truyền đến tiếng bước chân, sau đó truyền đến một giọng nói, là ai đã xúc phạm sư phụ của tôi. Vương Thao và Hoàng Tâm xuất hiện trong phòng khách, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Là tôi, Hoàng Tâm, anh chẳng lẽ muốn động thủ với tôi sao? Chương 2737. Lúc này, Đường Tuấn bình tĩnh nói. Hoàng Tâm lúc này cũng nhìn thấy Đường Tuấn đang ngồi ở chỗ ngồi, lại nghe thấy âm thanh, thân thể của anh ta đột nhiên đông cứng lại. Vẻ tức giận và kiêu ngạo trên mặt lập tức biến mất, liền nặn ra một nụ cười nịnh nọt nói, hậu bối bài kiến Đường đại sư. Giọng nói rơi xuống, trong sảnh một mảnh tĩnh lặng. Chuyện này là thế nào? Hoàng Tâm không phải đến để dạy cho Đường Tuấn một bài học sao, sao lại bái kiến hành lễ với anh? Vương Thao khó hiểu nói, đại sư Hoàng, cậu đang làm gì vậy? Cậu ta là người đã xúc phạm đại sư Lý. Vừa dứt lời, Hoàng Tâm đã đá vào người Vương Thao và nói, đồ hỗn xược này. Mặc dù Hoàng Tâm không biết mọi thứ về Thác Bạt Gia, nhưng anh ta có thể thấy rằng thầy của mình rất kiêng kỵ với Đường Tuấn, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Hơn nữa Lý Cửu Thiên cũng nói riêng với Hoàng Tâm đừng trêu chọc Đường Tuấn. Cho nên, mặc dù Hoàng Tâm không biết Đường Tuấn có thực lực như thế nào, nhưng anh ta đã tôn trọng Đường Tuấn như một người thầy. Bây giờ thì tốt rồi, Vương Thao thực sự đã khiêu khích đối phương, thậm chí còn để chính mình ra mặt lau mông cho đối phương. Tên khốn kiếp này. Đường Tuấn không nói gì, trọng nội tâm Hoàng Tâm cũng bắt đầu thấp thỏm không yên. Hoàng Tâm, tôi nghe nói anh muốn tôi xin lỗi anh. Đường Tuấn hỏi. Hoàng Tâm nhanh chóng lắc đầu nói, tiểu Hoàng làm sao dám. Anh ta lại đá vào người Vương Thao, ánh mắt giống như giết người quét về phía đám người Chu Hồng nói, đều là những người này không mở to mắt châm ngòi ly gián. Nếu mà tôi biết Đường đại sư đã ở đây, làm sao tôi dám bắt anh chờ được. Đám người Chu Hồng sửng sốt, đây vẫn là đệ tử truyền thân của đại sư Lý coi trời bằng vung sao. Mở miệng là tiểu Hoàng, đây là muốn chơi gì đây? Đường Tuấn hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Hồng cùng những người khác, nói, không phải các người muốn dạy tôi đạo lý làm người sao, chúng ta hiện tại bắt đầu gì? Chu Hồng và những người khác không dám nói một lời. Ánh mắt của Đường Tuấn chuyển sang phía Vương Thao, từng chữ nói, bây giờ, đã đến lúc hai chúng ta giải quyết mọi chuyện. Chương 2738. Vương Thao sợ run cả người, ánh mắt trở nên hoảng loạn, nhưng anh ta vẫn nghiến răng nói, Đường Tuấn. Chúng ta thật sự có chút quả tiết, nhưng chuyện cũng đã giải quyết xong khi chúng ta ở quận Đan Dương. Cậu nói vậy là có ý gì? Về việc lan truyền tin tức tiêu cực về quận Đan Dương, anh ta sẽ không dại dột thừa nhận. Chỉ sẽ cần không có bằng chứng, cho dù Đường Tuấn có Hoàng Tâm làm chỗ dựa, vậy thì sao? Ngay khi nội tâm đã hạ quyết tâm, vẻ hoảng sợ trong mắt Vương Thao đã biến mất không thấy nữa. Đường Tuấn nhìn Vương Thao nói, xem ra anh không định thừa nhận. Vương Thao bình tĩnh nói, Đường Tuấn, tôi không hiểu ý của cậu lắm. Trước đây, lời nói của tôi nhắm vào cậu là vì cậu đã ra tay quá nặng với Lục Mạc, hơn nữa còn không tôn trọng đại sư Hoàng Tâm.
cho dù có quay lại lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy vậy. Nếu cậu muốn ra tay với tôi vì điều này, thì tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng hãy nhớ rằng, đằng sau tôi không phải không có người. Tôi cũng không phải sợ cậu, mà là đại sư Lý Cửu Thiên. Theo ý của anh ta, Đường Tuấn chỉ là may mắn có được quan hệ với Lý Cửu Thiên, bọn họ đối với Lý Cửu Thiên rất kính nể, còn Đường Tuấn không có gì phải kính sợ. Đương nhiên, thực lực của hợp thể cảnh sơ kỳ không hề yếu, nhưng ở một nơi như Đà Nẵng thì quả thật không là gì cả. Phải biết rằng chủ nhân hiện tại của nhà họ Vương là Vương Phàm là một cao thủ của động hư cảnh. Những người khác cũng trêu đùa nhìn Đường Tuấn. Hoàng Tâm khẽ cau mày cũng không nói gì thêm. Mặc dù Lý Cửu Thiên đã thông báo, nhưng trong nội tâm Hoàng Tâm vẫn còn chút chống cự, không muốn danh tiếng của sư phụ mình bị người khác dùng làm lá chắn, nhất là lúc này Đường Tuấn hiển nhiên không có bằng chứng gì. Nếu Đường Tuấn thực sự là cáo mượn oai hùng, yêu cầu anh ta trừng phạt Vương Thao, Hoàng Tâm cũng sẽ làm điều đó, nhưng trong nội tâm anh ta nhất định sẽ khinh thường Đường Tuấn. Nhìn thấy biểu lộ trong mắt của mọi người, Vương Thao lộ ra vẻ tươi cười nói, Đường Tuấn, cậu định làm gì? Hoàng Tâm cũng lên tiếng nói, Đường Sư, tôi nghĩ vấn đề này. Câm miệng. Đường Tuấn cắt ngang lời của Hoàng Tâm, hai hàng lông mày hiện lên sát khí, nói anh thật sự cho rằng tôi cần dùng Lý Cửu Thiên làm chỗ dựa mới có thể thu thập anh sao? Canh đằng đã bị phế, các đệ tử khác ở quận Đan Dương suýt gặp chuyện không may. Đường Tuấn không quên những chuyện này. Vương Thao lắc đầu nói, tôi cũng không nói như vậy. Đường đại sư uy phong như vậy, làm sao có thể cần đại sư Lý Cửu Thiên làm chỗ dựa? Ta kinh hãi sợ quá muộn rồi. Mặc dù anh ta nói vậy, nhưng giọng điệu đùa cợt của anh ta ai cũng có thể nghe ra được. Ha ha, Đường Tuấn cười lạnh một tiếng. Chương 2739. Ngay sau đó, bóng dáng của anh biến mất khỏi chỗ ngồi và xuất hiện trước mặt Vương Thao. Tay anh nắm lấy cổ Vương Thao và nâng Vương Thao lên như một con chó con. Hai chân của Vương Thao nhấc lên khỏi mặt đất, sắc mặt đỏ bừng. Tu vi cảnh giới của anh ta cao hơn Đường Tuấn, nhưng lúc này anh ta không thể phát huy ra được một chút thực lực của mình. Cậu muốn làm gì? Vương Thao chỉ có thể cố gắng gỡ tay của Đường Tuấn như một người bình thường, nhưng bàn tay của Đường Tuấn giống như kìm sắt, căn bản không có cách nào lay chuyển. Giờ phút này, Vương Thao rốt cuộc có chút hối hận. Nếu biết tên này điên cuồng như vậy, vừa rồi anh ta đã không chọc tức đối phương. Lực Đỉnh Phong và Chu Hồng hét lên, mau thả Vương Thao xuống. Hoàng Tâm nghiêm nghị nói, Đường Sư, mau thả Vương Thao xuống. Vương Thao là cháu trai của người đứng đầu nhà họ Vương hiện tại. Nếu anh ta xảy ra chuyện gì, ngay cả sư phụ của tôi cũng không thể bảo vệ được anh. Vương Thao cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn nói, Đường Tuấn, cậu dám. Đường Tuấn ánh mắt ảm đạm, anh muốn đối phó tôi. Tôi lập tức tiến hành bước tiếp theo, nhưng anh đã cho người phế bỏ học trò của tôi. Anh cảm thấy tôi có dám hay không? Vương Thao sững sờ một lúc, nhưng anh ta không ngờ lại là vì chuyện này. Tất nhiên anh ta biết về việc canh đằng bị phế, nhưng anh ta không để tâm đến điều đó chút nào. Không nói đến một đệ tử của trung tâm y tế bị phế bỏ, ngay cả 10 đệ tử của trung tâm y tế hoàn hảo cũng chỉ là chuyện tầm thường đối với anh ta, làm sao có thể so sánh với anh ta? Đường Tuấn nói, đối với anh có thể là chuyện nhỏ, nhưng đối với tôi mà nói, không có gì quan trọng hơn chuyện này. Giọng nói rơi xuống, đầu gối của anh khuỵu xuống. Có một tiếng nổ trong không khí. Đường Tuấn đặt đầu gối lên bụng Vương Thao, lực đạo mạnh mẽ phun ra như núi lửa phun trào. Vương Thao ngả người ra sau như bao cát, nhưng Đường Tuấn vẫn giữ chặt lấy anh ta và không có ý định buông lỏng. Vẻ mặt của Vương Thao dữ tợn, máu ở miệng không ngừng tuôn ra. Anh đã phế anh ta. Hoàng Tâm nghi ngờ nhìn Đường Tuấn, vẫn không thể tin được. Đường Tuấn lạnh lùng nói, anh ta đã cho người phế bỏ học trò của tôi, hiện tại không nên phế bỏ anh ta sao? Hoàng Tâm không dám nói thêm nữa, Lực Đỉnh Phong và những người khác thậm chí còn tỏ ra vẻ sợ hãi. Đờ. Đường Tuấn ném Vương Thao xuống đất, đi ra khỏi đại sảnh không quay đầu lại, nói, là người của nhà họ Vương phải không, tôi sẽ đợi. Chương 2740. Vương Thao ngã xuống đất, máu nhuộm đỏ cả mặt đất dưới người anh ta, vẻ mặt dự tợn đột nhiên bình tĩnh trở lại, hét lớn, Chu Hồng, đưa tôi trở về nhà họ Vương. Chu Hồng sửng sốt một chút, liền đi tới đỡ lấy Vương Thao đi ra khỏi đại sảnh. Cái tên điên này, đám người Lực Đỉnh Phong liếc nhìn nhau, trong nội tâm thầm rủa. Hoàng Tâm sắc mặt u ám, cũng không còn tâm tình ở lại nữa, liền xoay người rời đi.
Vương Thao là một trong những hậu duệ ưu tú nhất của thế hệ sau của nhà họ Vương, tương lai anh ta có hy vọng sẽ phụ trách trung tâm y tế Đà Nẵng, lúc đó quyền lực của nhà họ Vương ở Đà Nẵng sẽ đạt đến đỉnh cao. Nhưng hiện tại, Vương Thao đã bị phế như vậy, tương đương với việc cắt đứt hy vọng và mưu đồ của nhà họ Vương. Nhà họ Vương, e rằng sẽ phát điên mất. Sự việc phát triển đến mức này, Hoàng Tâm không đủ tư cách để tham gia, vì vậy anh ta chỉ có thể nhanh chóng nói việc này cho Lý Cửu Thiên, để Lý Cửu Thiên quay lại để quyết định. Đường Tuấn trở lại khu phía nam của thành ngoài, vẻ mặt rất bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra. Thác Bạc Tuyết Tình thấy thế cũng không hỏi thêm câu nào, chỉ cần Đường Tuấn trở về an toàn là được rồi. Nhưng những gì xảy ra ở lầu Long Phượng nhanh chóng lan ra bên ngoài thành phố, Thác Bạc Tuyết Tình và những người khác cuối cùng cũng biết Đường Tuấn đã làm gì. Đường Tuấn nói, không lâu sau, nhà họ Vương chắc chắn sẽ làm khó dễ, mọi người muốn đi thì tranh thủ thời gian đi đi. Mọi người đều sửng sốt, sau đó lắc đầu nói, chúng ta không đi. Canh Đằng thậm chí còn quỳ xuống nói, cảm ơn sư phụ. Đường Tuấn nói, tôi làm cũng không phải là vì cậu. Tôi với Vương Thao vốn đã có thù, tên kia còn không mở to mắt khiêu khích tôi. Tôi cũng không phải người tốt. Thác Bạt Tuyết Tình và những người khác đều nở nụ cười. Ai có thể ngờ rằng Đường Tuấn, vẻ ngoài hiền lành, tao nhã lại có thể hung bạo như vậy. Nhưng họ thích những giáo viên như vậy. Thác Bạt Tuyết Tình nói, sư phụ bây giờ đã có chút danh tiếng ở Đà Nẵng, chúng ta với tư cách là đệ tử không thể thua kém. Canh Đằng hỏi, cô định làm gì? Đôi mắt của Thác Bạt Tuyết Tình dần dần sáng lên, cô ta nói, chọn tất cả các trung tâm y tế ở các quận khác. Nhà họ Vương nằm ở nội thành Đà Nẵng, chiếm 1/4 diện tích nội thành, là đại bản doanh của nhà họ Vương ở Đà Nẵng. Là đệ nhất thế gia ở Đà Nẵng, nhà họ Vương có rất nhiều người, nhưng có thể vào nội thành cũng không nhiều, lại càng ít sống trong nội thành. Khi Chu Hồng cõng Vương Thao bê bết máu trên lưng bước vào nhà họ Vương, toàn bộ nhà họ Vương đều chấn động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2740.